Vâng, xin chào mừng các bác quay trở lại với kênh Thuyết Xe Đạp Bài Nhật. Và tiếp theo em xin lên sóng cho các bác một chiếc MTB mang thương hiệu Louis Garneau, một thương hiệu nổi tiếng đến từ Canada, một chiếc xe Canada xuất Nhật nha các bác. Một chiếc xe bãi Nhật rất chất lượng. Một chiếc xe màu gam màu chủ đạo khung sườn là màu xanh ngọc nha các bác. Một chiếc xe địa hình, một cấu hình rất cao của bộ chuyển động. Các bác đang xem video, em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và một nút chia sẻ kênh. Xin cảm ơn các bác. Và sau đây em sẽ đi chi tiết về chiếc xe này. Một chiếc MTB, dòng xe địa hình rất chất lượng. Chiếc xe này là chiếc xe hàng bãi Nhật nha các bác. Tuy nhiên em đánh giá chiếc xe này vẫn đang còn chất lượng tầm 90% trở lên nha các bác. Rất ok nhá. Thương hiệu nổi tiếng từ Canada, Louis Garneau. Thương hiệu này là được sáng lập bởi một tay đua người Canada mang tên Louis Garneau. Và bây giờ là thương hiệu chiếc xe này mang tên của ông luôn. Tay đua đã giành tới 150 huy chương vàng trên các đường đua chuyên nghiệp trên thế giới nha các bác. Rất nổi tiếng. Nghe tên là rất nổi tiếng, mang tên với xe đua luôn. Và ông đã sản xuất ra các cái dòng xe đạp như là xe du lịch, xe thể thao du lịch, rồi xe thể thao địa hình, xe đua thể thao, dòng rốt bài đó các bác ạ. Và cấu hình chiếc xe này là quy đề là Shimano nha các bác, Shimano SIS. Đĩa là cũng Shimano luôn. Xe sử dụng là 7, xin lỗi, líp Shimano luôn, xe sử dụng là 7 líp nha các bác. Đây, bên em có cha dầu mỡ nó màu vàng đấy. Nên các bác nhìn là cứ tưởng là rỉ sét nhưng không phải đâu nhá. Có nhiều bác cứ hỏi như vậy khi em quay cận cảnh về xích líp này, có nhiều bác nhìn không rõ là hỏi là xe có bị rỉ à, không phải đâu. Đây là dầu mỡ bên em tra vào xích clip đấy, nó có màu vàng nó như vậy đấy. Tuy nhiên nó đang rất mới nha. Nhìn các cái lưỡi ở clip này, nhìn các cái đầu lưỡi clip vẫn đang còn rất ok nhá. Cùi đề này, bên em đã bọc bảo vệ cùi đề luôn rồi nhá, chiếc xe này nhá. Xe vành nhôm các bác ạ, có xước xác một chút. Đây, về hàng bãi mà vận chuyển nó xước xác như thế này là bình thường. Nan hoa là inox chân đồng nhá, nan hoa inox chân đồng. Bánh là 26 nha các bác, cỡ bánh 26 x 195. Rồi. Phanh zin theo xe luôn, má phanh zin theo xe luôn. Một chiếc xe màu xanh ngọc ở khung. Xe khung nhôm nha các bác. Cọc yên, gọng yên và yên zin theo xe. Zin theo xe luôn nha các bác. Cọc in, gọng in, zin theo xe. Có khóa hồng bật tháo lắp chỉnh sửa cọc in này. Dây phanh thì đi nổi nhá. Dây phanh và bộ chuyển động đề xả líp đĩa là đi nổi nha các bác. Đi nổi trên khung ngang đấy. Xe này là sản xuất năm 2008 các bác. Xe này sản xuất năm 2008. Tuy nhiên là một chiếc xe vẫn đang độ bền, vẫn đang còn rất chất. Gọng nước là inox này. Tem chữ Louis Garneau này. Louis Garneau này. Tổng thể chiếc xe này nhìn chung em đánh giá vẫn đang còn rất chất lượng, rất cao. Khóa hồng bật tháo lắp nhanh ở bánh trước này. Mayo mạ đồng nha các bác. Mayo mạ đồng, cấu hình của bánh trước như bánh sau nhá. Phanh trước cũng vậy, zin theo xe luôn. Phanh zin theo xe luôn. Đây, phanh và bộ bấm xả đi kèm của Shimano nha các bác. Xe là 3 đĩa 7 líp. Ghi đông pô tăng nhôm nha các bác. Tay lái thẳng, ghi đông pô tăng nhôm. Các bác xem bên phía sườn trái nhá. Phanh là phanh xịn, zin theo xe, phanh của Techo nha các bác. Phanh Techo nhá. Má phanh zin luôn nhá. Chân trống thì bên em lắp mới nhá.
khóa hồng mã đồng ở bánh sau, Meyer mã đồng, một chiếc MTB rất chất lượng, đùi nhôm nha các bác, đùi nhôm, pedal, pedal, bộ pedal này bên em lắp mới nhá. Nói chung là khung sườn của xe là zin theo xe hết nhá. Một số cái kết cấu bên em lắp mới thì em nói cho các bác rồi. Đấy, xe có phục nhún phía trước rất êm này. Riêng chiếc xe này đi chắc mọi địa hình luôn nhá. Các bác yêu thích chiếc xe này thì cứ liên hệ ngay cho em theo địa chỉ số điện thoại và Zalo em để chạy trên màn hình. Và các bác mua chiếc xe này thì em sẽ tặng kèm một bình nước inox của Nhật. Chiếc xe này đã bảo vệ quỷ đề rồi. Và chiếc xe này em cũng xin báo giá giao lưu với các bác là 8 triệu 300 nghìn đồng bao ship toàn quốc, tặng kèm phụ kiện như đã nói. Một chiếc Louis Gardner xuất Canada xuất Nhật, rất chi là đẹp, rất chi là chất, một dòng bãi Nhật. Tuy nhiên những con xe này nếu đang mới là giá rất cao và rất đắt nha các bác. Vâng, yêu thích chiếc xe thì cứ liên hệ ngay cho em theo địa chỉ và điện thoại em để chạy trên màn hình. Và giá em cũng sẽ để chạy ở phần cuối video, các bác xem hết video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác những video tiếp theo.